Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày Odin qua đời, nhóm 9 bao kiếm đỏ mai phục bất ngờ vào sảnh chính của tòa thành, tấn công Kaido. Cuộc chiến căng thẳng này sẽ có kết cục như thế nào? Tập 996, trận chiến tổng toàn lực của Luffy. Trong thời khắc cả nhóm vung kiếm, Kaido như thấy được trước mặt mình chính là Odin. Đặt trọn tính mạng vào vũ khí của mình, 9 bao kiếm đỏ tấn công Kaido khiến hắn rơi khỏi đài. Vết thương từng bị Odin để lại trên cơ thể Kaido liền trở nên nhức nhối. Xem chừng sự vĩ đại của Odin vẫn sẽ mãi lưu truyền dù cho thời gian có thay đổi qua bao lâu. Thanh kiếm mọc trong Zuo xuyên qua da thịt rắn chắc của Kaido như đầu đạn hạt nhân xuyên thủng cả mặt đất. Các thủ lĩnh cấp cao trấn an đám thuộc hạ, lại không ngờ rằng các Samurai cũng đã trà trộn được vào đây. Yamato và Luffy đang định chạy đến tiếp ứng thì Yuti đã liên tiếp xông tới. Là vì Yuti đang cay cú cái vụ bị Yamato đấm vào mặt đấy mà. Đám binh lính chạy đến cầu cứu Yamato lại bị cô nàng mắng cho một phát. Cái kiểu cha con gì mà còng tay nhau bằng bom vậy, cho dù ông ta có chết thì ta cũng không thèm quan tâm đến đâu. Thứ duy nhất mà Yamato muốn hướng tới chính là trở thành Odin. Một nhóm người liều mạng bị Luffy đá bay tới chỗ Big Mom. Sự náo loạn của Luffy khiến Big Mom dần nhận ra cậu, thấy bà ta bừng bừng lửa giận. Luffy giật mình muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Các Samurai dần cởi bỏ lớp ngụy trang, trận chiến tổng toàn lực của phe liên minh bắt đầu diễn ra ở khắp nơi. Băng hải tặc Hớt cũng đã tham chiến. Trong khung cảnh náo loạn đó, Hu Hu lại bỏ mặt tất cả mà đi về một hướng khác với dự định riêng của mình. Yuti và Yamato chiến đấu một mất một còn. Yuti đoán rằng Yamato bị ngáo khi suốt ngày muốn trở thành Odin. Còn Yamato mỉa mai lòng tốt đến biến thái của Yuti dành cho em trai mình. Túm lại là hai chị chiến đỉnh cao quá các bạn ơi. Yuti bị hất ngược về sau, dùng thiết đầu không xông tới. Tôi thiết nghĩ lúc này Yamato nên dùng chiêu lôi mình bắt quái cho nó nhanh. Nhận thấy nơi giam giữ Monosuke không nhiều người chú ý, Robin có ý định lộ thân phận cứu cậu bé. Cũng may là Chinbe cản lại kịp thời, bởi vì không chỉ có bọn họ, mà Shinobu cũng đang cố gắng làm việc đó. Nếu bọn họ tiếp tục giả trang có thể là cách thức hữu ích hơn chăng? Nami và Kazot vẫn đang bị hai con yêu quái bắt giữ, Nami liền tung chiêu bong bóng tích điện. Sau đó, cả hai kết hợp lôi thuật, giật cho đám quái bất tỉnh, linh hồn thoát ra ngoài. Nami quyết định tìm đến Big Mom, vì nguyên tắc của cô nàng là không bao giờ để kẻ khác lấy mất kho báu mà mình đã giành được. Trong trường hợp này là đám mây dây ớt đó các bạn. Dây ớt đang cong đuôi bỏ chạy thì cái tính thèm ăn nổi lên khi thấy bong bóng thời tiết. Và thế là dây ớt rơi vào tay của Nami, hai người bắt đầu giả vờ là bạn thân không thể rời bỏ nhau, nhưng thật ra trong lòng thì đang sợ Big Mom chết khiếp. Trận đấu của Luffy và Big Mom bắt đầu, cậu dùng chiêu lôi tượng pháo, đối đầu với Haki vũ trang đẳng cấp từ Big Mom. Tuy nhiên, Luffy rất nhanh đã bị bật ngược trở lại. Mang theo sự căm thù và lòng thỏa mãn, Big Mom quyết tâm giết chết Luffy để lấy lại thanh danh cho băng hải tặc của mình. Bên dưới sàn nhà, ý chí của Odin và lời tuyên thệ cuối cùng của phu nhân Toki vang vọng trong trái tim của 9 bao kiếm đỏ. Kèm theo tiếng hét ngút trời, mọi đau đớn mà họ từng trải qua khi phải bỏ chạy khỏi chủ nhân của mình, cùng sự tuyệt vọng kéo dài hơn 20 năm đã dồn nén vào thanh kiếm, đồng loạt đâm xuống. Kaido thấy mình nằm chơi nãy giờ đã đủ, lực xung kích từ hắn hất tung 9 con người văng đi. Có vẻ như định mệnh đã an bài tất cả rồi nhỉ. Từ trận chiến ở Bunhaza, vương quốc Zezosa rồi đến đảo Du, các ngươi đã liên kết với kẻ địch của ta, Luffy mũ rơm. Có người nhẫn nhịn suốt 20 năm, kẻ thì đi du hành thời gian, cuối cùng là lập được một đội quân hùng mạnh. Nhưng hải tặc cũng chỉ là hải tặc mà thôi, chúng sẽ rời đi khi thấy mình sắp thua cuộc. Các ngươi rồi sẽ bị cô lập như trước. Luffy mũ rơm không giống một tên cặn bã như ngươi, cậu ấy chắc chắn sẽ đưa bình minh trở lại với Wano quốc một lần nữa. Cùng lúc đó, Luffy tuyên bố với tất cả rằng cậu đến đây không chỉ để đánh bại Kaido, mà còn là để đá đít Big Mom, ba tên thủ lĩnh cấp cao và toàn bộ thuộc hạ của chúng. Đây là trận chiến của tất cả chúng ta.